giờ tới giờ ăn. Ở đây đưa thêm đôi nữa, đưa thêm một đôi nữa để nướng. Nướng cho cái đồ gấp kìa má ơi. Cho đồ gấp đây. Gấp lên đi. Chị ơi, ủng hộ dùm em chị bình tĩnh rồi nha. Chị ơi. Chị mắm, chấm mắm em múc cho tôi đi bà nha. Cái chén ờ à, có rồi đây nè. Tính đâu vậy? Tính thương là chẳng cái gì. Mẹ chẳng chung với con đi chứ.